Quảng Nam một không người ngồi trên ghe đi qua sông nhưng không mặc áo phao, gặp cơn gió lớn, sóng đánh lật úp chiếc ghe xuống sông. Sáng 26 tháng 2, không khí tan tóc bao trùm con ngõ nhỏ ở thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Hàng dài người dân địa phương đến chia buồn, với hai gia đình có người thân tử nạn trong chiều qua. Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyên Cơ Minh 29 tuổi, một trong bốn nạn nhân được cứu sống, cho hay trên chuyến ca qua sông có 10 người, không ai mặc áo phao. Trên ghe lúc đó chỉ có ông Nguyễn Đình Ba, 57 tuổi, chủ ghe và ba người khác biết bơi. Ghe rời bờ 5 phút, ra giữa sông gặp gió lớn đúng lúc đang đi qua vũng nước sâu. Chỉ trong tích tắc, sóng đánh lật úp chiếc ghe xuống sông, anh Minh kể và cho biết bản thân không biết bơi nên uống rất nhiều nước. Theo quán tính, anh Minh phải vùng được 15 phút thì chìm xuống. May mắn, lúc này một thuyền hút cát chạy qua vớt anh Minh lên, đưa đến bệnh viện cấp cứu. 4 tiếng sau, kể từ khi xảy ra tai nạn lúc 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2, anh Minh tỉnh dậy mới hay 6 người trên ghe đã tử vong. Người thân đau buồn trước cái chết của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Ái, ẩn, Đắc Thành. Theo ông Nguyễn Đình Kính, anh họ của ông Nguyễn Đình Ba, gia đình ông Ba có 10 sào đất trồng hoa màu ở bãi bồi Phu Gia, xã Đại Nghĩa. Hàng ngày ông Ba chèo ghe đưa người thân qua sông canh tác. Đoạn sông xảy ra tai nạn vào mùa này thường cạn nước, nhưng gần đây tàu thuyền đến hút cát khiến lòng sông lồi lõm, một số nơi xoáy xuống thành vùng nước sâu nên người dân phải chèo ghe đi làm, ông Kính cho biết. Sáng 25 tháng 6, ông Ba thu hoạch lạc nên nhiều người thân đi làm giúp. Ông chèo ghe chở con trai là anh Nguyễn Đình Hoàng, 25 tuổi, con dâu Lê Thị Kim Huệ, 27 tuổi, mang bầu 2 tháng và cháu trai Nguyễn Phan Bảo Long, 8 tuổi. Đi cùng còn có gia đình bà Nguyễn Thị Tiềm, 56 tuổi, anh Nguyễn Cơ Minh, con trai bà Tiềm, chị Lê Thị Thắm 29 tuổi, người yêu anh Minh. Và chị Nguyễn Thị Ái 34 tuổi, giáo viên mầm non, cùng hai con là Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên 6 tuổi và Nguyễn Hoàng Ánh Viên 5 tuổi. Các cháu bé trong thời kỳ nghỉ học phòng chống Covid-19, để ở nhà không ai giữ nên người lớn phải mang theo, ông Kính nói. Đôi mắt đỏ hoe của người thân các nạn nhân trong vụ lật ghe, ảnh, Đắc Thành. Người dân địa phương cho hay, ông Ba là người bơi giỏi. Khi ghe lật, ông đã cố gắng cứu được cháu Long lên nơi nước cạn, sau đó bơi ra cứu người khác thì bị đuối sức, chìm xuống. Trước vụ tai nạn thương tâm, ông Trần Văn Mai, chủ tịch huyện Đại Lộc nói, người dân địa phương có thói quen đi thuyền qua sông nên chính quyền địa phương khó kiểm soát. Chúng tôi đã đề nghị xã tăng cường tuyên truyền, đồng thời hỗ trợ áo phao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, ông Mai nói. Đoạn sông nơi xảy ra tai nạn, ảnh, Đắc Thành. Ông Phạm Minh Tuấn, đội phó cảnh sát giao thông công an huyện Đại Lộc, cho hay tới đây đơn vị sẽ cùng với cấp xã quản lý việc đóng ghe. Khi người dân đóng mới phải đăng ký với địa phương, qua đó chúng tôi sẽ chỉ dẫn về đảm bảo an toàn khi qua sông cho mọi người, ông Tuấn nói. Bí thư huyện ủy Đại Lộc, ông Nguyễn Công Thanh đề nghị chính quyền địa phương có chế tài chặt chẽ hơn. Người dân tham gia giao thông đường thủy không có áo phao, dụng cụ cứu hộ thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định, ông Thanh nói. Trước đó lúc 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2, ghe chở 10 người ở xã Đại Cường, huyện Đại Lộc đi qua sông Phu Gia bất ngờ bị lật, 6 người chết. Let's block us. Oi.